Và các cô gái bên phía của binh chủng thông tin trường thương Bình Phước sẽ là những người phát bóng trước ở trong hiệp thi đấu đầu tiên. Họ cũng sẽ là những người bảo vệ phần sân bên phía tay phải của bạn. Trong khi đó thì các cô gái của... Và ngay sau đó thì đội trưởng Nguyễn Thị Uyên sẽ là người phát bóng dành cho bên phía của Thái Bình. Bóng vẫn còn. Tình huống phòng thủ tốt đến từ vị trí của số 22. Rồi đó là tình huống 2-1 dành cho bên phía của Glesemco Thái Bình. Tình huống phòng thủ của chuyền 2. Thêm một tình huống nữa của Nguyễn Thị Uyên. Phòng thủ tốt của Lily, cơ hội biên 4 Nguyễn Anh. Và đá bóng rất tốt đến từ vị trí của trung công Nguyễn Anh. Bóng vẫn còn. Thêm một tình huống đá bóng tốt nữa đến từ vị trí của Nguyễn Anh. Chủng thông tin trường tươi Bình Phước họ chất lượng và có chiều sâu. Thêm một tình huống. Bóng còn. Không có ai theo và bọc lót cho bóng vừa rồi. Ngay sau đó là tình huống đánh trống trước tốt đến từ vị trí của đội trưởng. Bước 1 thực sự là quá lỗi đến từ vị trí của số 3 Mai Xuân. Bóng vẫn còn, phòng thủ tốt của Mỹ Hằng. Và bàn sau. Với vị trí đó chính là nhì bằng D. Sau khi có được hai chiến thắng trước Việt Tin với tỷ số là 3-0. Họ có trận thắng trước Quảng Ninh với tỷ số là 3-0. Một trận thua. Còn trong khi đó thì binh chủng thông tin trường tư Bình Phước bước vào trận bán kết này sau khi đã thể hiện một sức mạnh vượt trội ở bảng C. Cả 3 trận đấu ở tại vòng bảng. Gì đó để gây bất ngờ và giúp chúng ta có được một trận bán kết thực sự. Họ có được 9 hiệp thắng và chưa để thua hiệp đấu nào. Một sức mạnh thể nói là áp đảo và lớn áp. Thì binh chủng thông tin trường tư Bình Phước thì chủ công Nguyễn Anh cũng đang cho thấy được phong độ rất ấn tượng của mình. Thi đấu rất hay, thường xuyên ghi điểm ở trong những thời điểm mà đội bóng cần cô ấy nhất. Đập bóng rất hay đến từ vị trí của đối trận. Thêm một cơ hội phản công dành cho bên phía của binh chủng thông tin. Và đó là tình huống một chân sau đầu tốt của Việt Hương. Sau đó là một pha tấn công trên lưới tốt của Việt Hương. Tại nhà thi đấu quân khu 5 thì quý vị và các đồng chí có thể theo dõi livestream trực tiếp. Không được rồi. Đá bóng rất hay đến từ vị trí. Thêm một tình huống bước một lỗi nữa. Phòng thủ tốt của Nguyễn Thị Uyên. Bước một rất tốt của Nguyễn Anh. Và ngay sau đó thì Mỹ Hằng cũng đã có tình huống.
cuối cùng thì chiến thắng đã thuộc về bên phía của Binh chủng Thông tin Trường Tư Bình Phước. Ba đợt bóng chạm tay chắn ra ngoài của Thanh Mai. Được một tốt. Nguyệt Anh. Bóng không qua được tay chắn bên phía Thái Bình. Một pha bám chắn hay đến từ vị trí của chủ công Nguyễn Thị Phương. Tiếp tục sẽ là vị trí của Nguyễn Thị Phương. Và bỏ bóng rất khôn khéo của các cô gái. Nguyễn Thị Uyên. Và được bóng tốt đến từ vị trí của đội trưởng Nguyễn Thị Uyên. Phương Thủy cũng đã vào sân. Cũng đập bóng rất hay đến từ vị trí của chủ công Nguyễn Thị Phương. Thông tin họ sẽ khép lại chiến thắng ở trong hiệp đấu thứ hai này thuộc về mình. Và như vậy là hiệp thi đấu thứ hai của chúng ta cũng đã kết thúc. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với lại hiệp thi đấu thứ ba. Một hiệp thi đấu mà chắc chắn các học trò. Không kịp rồi. Phương Thủy. Đánh nhanh. Tình huống đánh nhanh tốt đến từ vị trí của Thanh Mai. Bóng con. Tình huống đập bóng rất mạnh. Vâng, vừa rồi là tình huống dứt điểm tốt đến từ vị trí của Hồng Nhung. Quan trọng là họ sẽ cần phải giữ được khoảng cách này và giữ được sự hưng phấn này. Bùi Thị Huyền, ba bàn sau. Vâng, pha phòng thủ và không có. Hồng Nhung. Phòng thủ tốt rồi. Ba bàn sau. Đó là pha bám chắn tốt đến từ vị trí của Thanh Mai. Liên tục là những quyền lợi thế dẫn điểm dành cho các cô gái Thái Bình. Hạn chế đến mức tối đa những sai lầm. Và bắt bước một không tốt của Hồng Nhung. Pha đá bóng rất tốt đến từ vị trí của đội trưởng Nguyễn Thị Uyên. Chưa thể hiện được quá nhiều điều, nhưng với trình độ năng lực cũng như là quyết tâm của cô gái này thì Nguyễn Anh.
thêm một tình huống dứt điểm tốt nữa đến từ vị trí của bóng vẫn còn, tiếng còi của trọng tài chưa vang lên. Đã có khá nhiều những vận động viên đã tưởng chừng như đứng sừng lại với một tình huống đá bóng của Hồng Nhung của các cô gái thông tin. Vâng, pha xử lý tốt đến từ vị trí của Phương Thủy. Bóng vẫn còn. Tình huống đá bóng tốt đến từ vị trí của Hồng Nhung. Rất kỳ vọng là Thái Bình sẽ tạo ra được bất ngờ ở tại trận đấu bán kết 1 của nội dung nữ. Cơ hội phản công dành cho bên phía của Thông Tin. Phòng thủ rất khéo léo của Nguyễn Anh. Thêm một tình huống phòng thủ tốt nữa của đội trưởng Nguyễn Anh. Ba bàn sau. Đó là pha đá bóng tốt đến từ vị trí của Nguyễn Thị Huyền. Vâng, ngay kể cả là chuyền hai Linh Trì cũng đã có tình huống đập bóng. Bóng vẫn còn. Phòng thủ hay của Phương Thủy. Phạt đập bóng rất mạnh của Nguyễn Thị Phương. Và phạt bóng đến từ vị trí của Phạm Thị Hiền. Vâng, pha block đi ra ngoài. Tình huống bám chắn 21-18 dành cho bên phía của các cô gái đội trưởng Thông Tin. Và bây giờ là điểm số thứ 22 rồi. Vâng, pha block thành công đến từ vị trí của đội trưởng trung công Nguyễn Anh. Bước một rất tốt của Phương Thủy. Vâng, và ngay sau đó chúng ta cũng thấy bóng vẫn còn. Những pha bóng cuối đang cho thấy được sự tập trung. Vâng, rất đáng tiếc. Vâng, những điểm số cuối đang cực kỳ hấp dẫn các bạn. Nguyễn Anh. Vâng, cuối cùng thì kết thúc rồi. Cuối cùng thì chiến thắng cũng đã thuộc về các cô gái, những học trò.